ở một cái sản phẩm này mình nghĩ là nhiều khách hàng họ quan tâm. Với một mức đầu tư mà rẻ tiền mà lại đạt được chất lượng như một cái hàng hiệu thì Ice Film là một lựa chọn đúng đắn. Dù sản phẩm mắc hay rẻ, Ice Film vẫn cho ra được những chất lượng tốt. Mình làm Ice Film thì cũng nhiều năm rồi. Mình nhận thấy Ice Film có chất lượng rất là tốt, độ bóng cao và độ bền nữa. Mà một cái điều quan trọng nhất là Ice Film nó rất là dễ bảo quản. Nó không giống như những sản phẩm khác. Mình bảo quản ở những cái nhiệt độ bình thường là đều được hết. Và khi mình dán cho khách thì mình nhận thấy khách nó rất là hài lòng. Khách người ta hài lòng, không có khách nào phàn nàn. Về những cái sản phẩm giống như BBF thì nó có một cái độ bóng và rất là đẹp so với lại những cái thương hiệu cùng loại, cùng phân khúc. Mình đánh giá, mình cảm thấy là cái sản phẩm này thứ nhất là nó cho một cái giá thành hợp lý, nó phù hợp với cái thị trường hiện tại như thế này. Hiện tại thị trường cũng rất là chuẩn và cái tình hình kinh tế nó cũng rất là đi xuống. Tuy nhiên cái sản phẩm AX này nó có giá thành vừa phải, mình nghĩ là nó phù hợp với lại thị trường hiện tại và cũng chắc chắn rằng có rất là nhiều khách hàng quan tâm. Bởi vì Ice Film là một cái thương hiệu có tiếng đó, và mình nghĩ dù sản phẩm mắc hay rẻ, Ice Film vẫn cho ra được một chất lượng tốt. Một dòng sản phẩm thì mình chưa được dùng nhưng mà thấy sự tiết kiệm, tức là nó sẽ phù hợp với cái thời điểm mà suy kinh tế. Cho dù chủ xe có mua chiếc xe mấy trăm triệu hay là 1 tỷ 2 tỷ thì khi họ muốn bảo vệ cái bề mặt sơn của họ, họ cũng mong muốn rằng giá tiền bỏ ra ít nhất nhưng chất lượng được nhiều nhất. Thì mình nghĩ rằng với cái series X-Series đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Rẻ thì chắc chắn rằng nó sẽ đi đúng cái tiêu chí của Ice Film trước giờ. Dạ. Sản phẩm chất lượng, giá thành phù hợp với người tiêu dùng. Để khẳng định một cái thương hiệu ở trên thị trường Việt Nam thì không thể là 1-2 ngày mà tính bằng năm. Và mình đã xuất phim này chắc chắn là trên 3 năm. Và chiếc xe sau này mình vẫn dùng nó. Thì mình khẳng định rằng nếu với một mức đầu tư mà rẻ tiền mà lại đạt được chất lượng giống như một cái hàng hiệu thì Ice Film là một lựa chọn đúng đắn. Ở một sản phẩm này mình nghĩ là nhiều khách hàng họ quan tâm bởi vì cái giá thành và cái chất lượng của Ice Film thì trước giờ cũng đã được chứng minh rồi. Yeah. Thì mình nghĩ dù sản phẩm đắt tiền hay là rẻ tiền thì Ice Film vẫn khẳng định được cái chất lượng của mình. Và em thấy là anh Thắng cũng đã có quan sát rất là kỹ về những cái sản phẩm của bên chúng em. Không biết là anh có đánh giá như thế nào về sản phẩm này, về chất lượng, về giá thành và về những điều đặc biệt mà của sản phẩm đã khiến cho anh cảm thấy ấn tượng nhất? Giống như AX là thương hiệu lâu năm rồi thì hầu như là sản phẩm của AX rất là chất lượng. Mình cũng đã trải nghiệm 1-2 năm rồi thì cảm nhận là rất là tốt, nên mình cũng là cũng hiện tại đang làm đại lý của AX. Anh thì thật sự cũng rất là mong chờ những cái sản phẩm như thế này cũng đã khá lâu rồi. Và khi mà nghe cái sự kiện từ Ice Film tổ chức cái ra mắt cái sản phẩm này thì anh rất là hào hứng và hôm nay rất là vinh dự được tham dự. Thì anh sẽ tự tin rằng cái sản phẩm này nghĩ là nó sẽ bước đột phá của thị trường trong cái giai đoạn khủng hoảng hiện nay. Thì cái dòng sản phẩm này của Ice Film nó sẽ là một cái làn gió mới để kích cầu lên thị trường của ngành nội thất ô tô Việt Nam. Thì sẽ là một bước đột phá khá lớn. Hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị một phần nào đó chúng ta hiểu được rõ hơn về những tính năng ưu việt vượt trội của dòng sản phẩm X-Series siêu tiết kiệm lần này. Và chắc chắn chúng tôi cũng hy vọng sẽ giúp mang đến cho tất cả quý đại lý, quý đối tác sẽ mang về được cho mình những ưu đãi có 1-2 chỉ dành riêng để cho những khách hàng có mặt cùng chúng tôi trong sự kiện ngày hôm nay.
dòng series này nó rất là ổn về giá thành và cái giá khi mà mình làm cho khách hàng thì mình nghĩ rằng là sản phẩm này chắc chắn là sẽ được